Lúc bấy giờ, Mặc Trúc đạo tổ thúc giục, Trường Thanh kiếm tiên điều khiển đạo tổ khôi lỗi đã điên lên. Chỉ một mình hắn, chắc chắn ta có thể giết được. Thực ra Trường Thanh kiếm tiên không chắc chắn, vì Kỳ Linh bày ra thực lực vượt xa dự đoán của Trường Thanh kiếm tiên. Nhưng gã biết rõ, suy xét nguyên chiến trường thì gã phải giết hắn, giết thật nhanh, kéo dài càng lâu, Thất Diệu Thiên Thần ở trong đại quân Vô Gian Môn giết càng xứng tay. Trong kế hoạch lúc trước, dù là Trường Thanh kiếm tiên hay đạo tổ thần vương, các đại năng giả bên phía Vô Gian Môn đều cho rằng Hình Thiên Thần Kỳ Linh và Thất Diệu Thiên Thần cộng lại mới miễn cưỡng kiềm chế được đạo tổ khô lỗi. Nếu Thất Diệu Thiên Thần to gan giết hướng đại quân thì Kỳ Linh sẽ bị giết ngay. Sau đó đạo tổ khô lỗi có thể một mình đi giết Thất Diệu Thiên Thần. Nên việc Thất Diệu Thiên Thần vứt bỏ Kỳ Linh lao vào đại quân là điều bọn họ cầu còn không được. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Trên chiến trường đúng là Thất Diệu Thiên Thần giết hướng đại quân, đạo tổ khôi lỗi chỉ phải đối diện một mình Hình Thiên Thần của Kỳ Linh. Nhưng đạo tổ khôi lỗi liệu có giết được không đây? Đạo tổ khôi lỗi nhện to, hóa thành ánh sáng gấp khúc nhiều lần, lao về phía Kỳ Linh, Hình Thiên Thần. Chết đi, chết đi, chết đi cho ta! Ầm 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 ầm. Kỳ Linh hô hai thanh A Nan Phổ Thế Kiếm to lớn, uy thế của hắn sánh bằng Hình Thiên Vũ Cản Thích. Lực lượng của Kỳ Linh trên cơ Trường Thanh kiếm tiên, kiếm pháp giỏi về phòng thủ, mặc cho đạo tổ khôi lỗi liều mạng cũng không tổn thương được một móng tay của hắn. Xích Minh đạo tổ ở trên Bát Long Vân Thành xem cuộc chiến thì mừng rỡ reo lên. Hay, rất hay. Mặc Trúc đạo tổ trên Vô Gian Thành thì sắc mặt liền âm trầm xuống. Thua, khi đạo tổ khôi lỗi liều mạng mà không giết chết được Kỳ Linh là Mặc Trúc đạo tổ đã biết phe mình thua. Thất Diệu Thiên Thần Kỳ Linh liên hợp giữ chân đạo tổ khôi lỗi là bọn họ đã sắp thua, chứ đừng nói chỉ một mình hắn bám giữ. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Trường Thanh kiếm tiên. Không giết được thì mặc kệ Kỳ Linh đi. Trường Thanh kiếm tiên giật mình kêu lên. Là thần vương ư? Trường Thanh kiếm tiên biết thần vương luôn xem chiến tranh đã thiếu kiên nhẫn nên tự ra lệnh. Mau chóng giết hướng đại quân Xích Minh giới vực, giết chúng cho đại quân phe ta có thể rút lui nhiều một chút đi. Thần vương kìm nén tức giận truyền âm ra lệnh. Điên cuồng giết chóc, cố gắng giết đi. Người bám giữ tiên ma Xích Minh giới vực càng nhiều thì phe ta có nhiều người rút lui hơn. Trường Thanh kiếm tiên tuân lệnh. Rõ. Đạo tổ khôi lỗi to lớn bỏ đi, muốn lao vào đại quân Xích Minh giới vực. Sao, muốn đi ư? Kỳ Linh chạy nhanh như bay, uy năng cường đại khiến hắn có được tốc độ kinh người. Có lẽ về tính nhanh nhẹn thì Hình Thiên Thần kém hơn chút, nhưng chỉ bàn với tốc độ chạy nhanh, Kỳ Linh khống chế 90% uy năng Hình Thiên Thần mạnh nhất, có tốc độ không thua đạo tổ khôi lỗi. Bàn về lực lượng, Hình Thiên Thần mạnh hơn đạo tổ khôi lỗi rất nhiều, về tốc độ cũng không thua kém. Kỳ Linh mới chạy nhanh 8 bước đã vung kiếm quang chặn đường đạo tổ khôi lỗi. Vèo! Trường Thanh kiếm tiên đạo tổ khôi lỗi giật mình mà kêu lên. Sao? Cái gì? Đạo tổ khôi lỗi xẹt qua vệt sáng gấp khúc muốn né tránh. Hình Thiên Thần trần trụi chỉ mặc váy da thú bước nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp lại, chém kiếm quang, uy lực kiếm quang cực kỳ lợi hại. Xích Minh đạo tổ nhìn vậy thì rất sung sướng. Đạo tổ khôi lỗi hoàn toàn bị bám giữ rồi, không thể kéo chân đại quân phe ta được, cứ giết đi, giết thoải mái đi. Nhóm Hạ Hoàng ức chế đã lâu giờ cũng bùng nổ. Giết, giết thật thoải mái đi. Các con ứng long nhiều bàn cổ chiến trận, càng nhiều Hình Thiên Thần điên cuồng mà giết chóc. Một số thiên thần khôi lỗi bị ức chế hoàn toàn, một số thì bị hút vào pháp bảo. Đặc biệt Thất Diệu Thiên Thần, một cây trường thương hoàn toàn là tàn sát. Phập phập phập, máu tươi tung tóe, nhiều tiên ma đã ngã xuống. Tàn sát, Thất Diệu Thiên Thần dẫn dắt cuộc tàn sát. Phe Vô Gian Môn có dấu hiệu tan vỡ, không ai ngăn Thất Diệu Thiên Thần được. Đạo tổ khôi lỗi có thể ngăn cản thì đã bị Kỳ Linh, Hình Thiên Thần mạnh đến không tưởng bám giữ. Trường Thanh kiếm tiên kiểm soát đạo tổ khôi lỗi ngây ra như phỗng. Sao có thể như vậy? Tại sao? Tại sao thành ra thế này? Cuộc chiến cuối cùng, Trường Thanh kiếm tiên cố gắng trở mình thành người chói mắt nhất, nhưng gã không ngờ sẽ thành ác mộng. Đúng, đúng là ác mộng. Hình Thiên Thần đáng sợ trước mắt gã chỉ là một Hình Thiên Thần, là vài thiên tiên tán tiên hình thành đại trận, nhưng sao có thể bám giữ đạo tổ khôi lỗi vô cùng quý giá, cực kỳ cường đại đây? Trường Thanh kiếm tiên nóng nảy kêu lên. Tại sao hắn mạnh như vậy được?
Hình Thiên Thần, Bạch Kiểm Giao. Trong tam giới có rất nhiều đại trận giống như vậy. Thế nhưng tại sao Quan Thái Kỳ Linh thống lĩnh có uy năng đáng sợ như vậy? Vốn nên là ta tung hoành tứ phương, giết chóc bọn họ mới phải. Trường Thanh Kiếm Tiên không dám tưởng tượng làm sao đối mặt với người khác. Kỳ Linh hoàn toàn ức chế đạo tổ Khôi Lỗi, khiến tốc độ chạy trốn của nó chậm gì, không thể đụng đến tiên ma nào bên phe Xích Minh Giới Vực được. Kỳ Linh đã bám chân đạo tổ Khôi Lỗi, cho phe Xích Minh Giới Vực thoải mái mà tàn sát. Giọng thần vương vang lên trong đầu Kỳ Linh. Kỳ Linh, ngươi dừng tay, dừng tay. Sao, là thần vương ư? Kỳ Linh lạnh lùng nói. Đây là chiến tranh. Bùm. Kỳ Linh lại chém một kiếm, làm cho đạo tổ Khôi Lỗi lảo đảo ra sau. Thần vương uy hiếp nói. Nhanh chóng dừng tay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo, giết dư vi đạo lữ của ngươi, để nàng ta chết thật. Mắt Kỳ Linh vẫn lạnh băng. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Thần vương cứng họng, Kỳ Linh lại bình tĩnh nói. Sư tỷ chịu đủ hành hạ trong vô tận địa ngục, bị giết xem như là giải thoát rồi. Thần vương cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ. Thần vương truyền âm cho Mặc Trúc đạo tổ nói. Mau, hãy rút lui đi. Mặc Trúc đạo tổ vội truyền âm. Rút ngay bây giờ sao? Không có đạo tổ Khôi Lỗi, đoạn hậu thì chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, e rằng sẽ chết một nửa. Người dùng dư vi uy hiếp Kỳ Linh cũng vô dụng ư? Hắn hơi nương tay một chút là đạo tổ Khôi Lỗi có thể chạy thoát, hỗ trợ đoạn hậu rồi. Nếu rút lui chạy toán loạn thì không thể dốc sức ngăn cản phe Xích Minh Giới Vực chém giết, sẽ đối mặt sự tàn sát. Lần này khác với lần trước, lần trước hai bên cách biệt không quá lớn, nếu chạy tứ tán sẽ bị tổn thất không nhỏ. Hai phe cách biệt quá lớn, thần vương lại truyền âm nói. Không còn cách nào, rút đi, rút càng sớm thì chúng ta còn có thể sống sót nhiều một chút. Mặc Trúc đạo tổ sắc mặt khó xem nói. Được rồi. Giọng Mặc Trúc đạo tổ trong phút chốc vang khắp góc đại quân phe Vô Gian Môn. Rút lui, mau, rút nhanh. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn hóa thành luồng sáng chạy trốn nhanh như tia chớp. Xong, tiêu rồi. Ba người muốn chạy rất dễ dàng. Ba yêu thần có tốc độ nhanh nhất, rất nhanh trốn vào Vô Gian Thành. Họ ngoái đầu nhìn cảnh tượng tàn sát ở phía sau, thổn thức mà lắc đầu. Đạo tổ Khôi Lỗi không đoạn hậu cho đại quân được ư? Vị tàn sát không biết có thể sống được bao nhiêu đây. Ba yêu thần đành đứng trên từng thành Vô Gian Môn mà nhìn, không dám dính dáng vào. Bọn họ chạy nhanh nên thoát được. Nếu bị đại quân Xích Minh Giới Vực bao vây kín kẽ thì ba người sẽ mất mạng. Ba yêu thần nhìn về phía xa, Kỳ Linh Hình Thiên Thần không thua gì Trường Thanh Kiếm Tiên đạo tổ Khôi Lỗi, hoàn toàn kiềm chế Khôi Lỗi. Hình Thiên Thần Kỳ Linh quá mạnh mẽ. Kỳ Linh kiềm chế đạo tổ Khôi Lỗi rồi thì Thất Diệu Thiên Thần đi đâu cũng vô địch. Tàn sát, đây là tàn sát mà. Ba yêu thần lắc đầu, bọn họ nhìn cảnh này thấy lòng xót xa. Quá thảm. Không, mau cứu mạng, mau, mau cứu mạng. Đại quân Vô Gian Môn hoảng hốt chạy tứ tán. Nhưng liệu có trốn được không đây? Một số người mới xoay người lại định chạy trốn đã bị giết chết. Số khác mới chạy không lâu đã bị bao vây, chặn giết. Thiên thần Khôn Lỗi hoàn toàn yếu thế. Một số bị mạnh mẽ mà đánh tan, số khác bị trực tiếp chấn áp mà thu đi. Trốn, trốn, mau trốn thôi. Đại quân Vô Gian Môn liều mạng chạy trốn. Lúc trước nói đạo tổ Khôi Lỗi mạnh dữ lắm mà, giờ bị Hình Thiên Thần kiềm chế hại chết chúng ta rồi. Trường Thanh Kiếm Tiên là tên phế vật mà. Trường Thanh hại chúng ta rồi. Đám thiên thần chân tiên bị tàn sát, oán khí ngút trời. Trước đại quân rầm rộ thì chỉ có một số ít thiên thần chân tiên là chạy thoát được, đa số bị vây giết. Đại quân của Xích Minh Giới Vực đa số theo dõi đám thiên thần chân tiên. Tại thiên giới phương Tây Linh Sơn, Phật Tổ ngồi trên cao xuyên qua hư không vô tận, quan sát cuộc chiến thế giới đại hạ. Phật Tổ lộ ra nụ cười. Thắng rồi, Kỳ Linh giỏi thật, Bồ Đề dạy dỗ đệ tử thật quá lợi hại. A Di Đà gật gù khen. Tốc độ trưởng thành của Kỳ Linh không thua gì con khỉ năm đó. Phật Tổ gật đầu nói. Con khỉ khác với hắn, con khỉ được dưỡng dục từ ngũ thải thạch, nữ hoa nương nương, vá trời, tụ tập tinh hoa thiên địa, bái Bồ Đề làm sư phụ, rất nhanh thành thiên thần. Nhưng bản tính khó xử, Phật môn ta chấn áp, tu luyện hắn thật lâu mới dần ngộ ra, tiềm ẩn rất lâu, chính thức lột xác đến cảnh giới chân thần. Thời thượng cổ có một số yêu nghiệt tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy, như Nhị Lăng Thần Dương Tiễn, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không,
bọn họ không sinh ra từ thời khai thiên tích địa, sinh ra vào thời kỳ thượng cổ, nhưng có thiên tư kinh người. Sau khi trải qua thượng cổ tan vỡ, đến bây giờ có nhiều người đến cảnh giới chân thần đạo tổ. Trong nhóm yêu nghiệt đó, đa số người chưa đột phá, vì khắp tam giới chỉ có bấy nhiêu đại năng giả. Tại thiên giới Phương Đông đạo cung, Tam Thanh đạo nhân gật gù khen ngợi: "Nếu không là tâm lực đệ tứ trọng thì khống chế hình thiên thần không có uy năng mạnh như vậy được." Các đại năng giả của đạo cung cũng gật đầu nói: "Giỏi thật, đến tâm lực đệ tứ trọng lại lĩnh ngộ tâm lực thần hồn pháp môn. Trong thiên thần chân tiên bàn về thống lĩnh đại trận như hình thiên trận thì Kỷ Linh xứng đáng là đệ nhất rồi." Nếu nói ban đầu họ chỉ cho rằng Kỷ Linh là tâm lực đệ tam giai, sau khi xem trận chiến này, các đại năng giả cũng không ngốc. Tâm lực đệ tam giai có lợi hại đến mấy cũng không được như vậy. Tâm lực đệ tứ trọng dù không dựa vào đám tiên ma thì Kỷ Linh đã xem như tuyệt đỉnh thuần dương chân tiên, sánh bằng mấy thần tiễn thủ đỉnh cao trong tam giới. Cộng thêm đám tiên ma tâm lực thần hồn pháp môn thì có uy năng của chân thần đạo tổ. Bên trong hỗn độn, bên ngoài mái nhà tranh, Thần Nông và Bồ Đề lão tổ xuyên qua vô tận cách trở quan sát trận chiến tại thế giới đại hạ. Thần Nông cười khen: "Bồ Đề ngươi đã dạy ra đệ tử rất tốt, phe ta lại có thêm một đại tướng rồi." Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tùy cá nhân, hắn có thành tựu như vậy chỉ nói lên ta có công dẫn đạo. Trong thời gian ngắn ngủi, tâm lực đến đệ tứ trọng ta chưa từng nghĩ đến. Ta luôn cảm thấy thiên phú kiếm pháp của hắn cao hơn thiên phú tâm lực rất nhiều. Bồ Đề lên tiếng nói: "Nên thật ra ta hy vọng hắn tập trung nhiều hơn vào kiếm đạo, vì tu luyện lực lượng kiếm đến đỉnh siêu cao thì không thua tâm lực chút nào cả." Thần Long lên tiếng hỏi: "Phải nói đồ nhi của ngươi đều có thành tựu rất lớn về lực lượng kiếm đạo và tâm lực." Khi nhiều đại năng giả trận doanh của nữ hoa hân hoan vì phe ta thêm một đại tướng, bên phía trận doanh Vô Gian Môn lại tức điên lên. Trận chiến tranh giới vực này đã thua, trận doanh của nữ hoa tăng thêm một hãn tướng, một mình Kỷ Linh đem đến uy hiếp lớn hơn ba vị yêu thần Thôn Long Sơn rất nhiều. Trận doanh của Vô Gian Môn chỉ có những thiên thần chân tiên tuyệt thế quan trọng nhất chấn nhiếp các phương, tọa chấn tam giới mới sánh bằng Kỷ Linh được. Không có thiên thần chân tiên mạnh hơn Kỷ Linh, đương nhiên trong lịch sử đã từng có. Thiên thần hậu nghệ mạnh nhất trong lịch sử đấu một chọi một từng giết đạo tổ. Giờ Kỷ Linh dù thống lĩnh trăm vạn tiên nhân đại quân, nếu gặp chân thần đạo tổ thực sự thì khó tránh kết cục thua thảm. Nên so với hậu nghệ trong truyền thuyết thì Kỷ Linh còn kém rất xa. Nhưng tam giới hiện giờ không có yêu nghiệt như vậy. Bên trong vạn ma giới, Ô Tiêu Thiên Tiên nhìn tấm gương trước mắt, trong gương chiếu cảnh chiến tranh ở thế giới đại hạ. "Thật không ngờ lại thua, sử dụng đạo tổ khôi lỗi mà vẫn thua ư?" Ô Tiêu Thiên Tiên tức giận quát lên: "Đạo tổ khôi lỗi của ta không hạ gục được một Kỷ Linh sao? Hắn mới tu luyện trăm năm thôi mà." Ô Tiêu Thiên Tiên nghiến răng nói tiếp: "Ngu xuẩn, ngớ ngẩn, phế vật mà. Trưởng Thanh kiếm tiên khống chế đạo tổ khôi lỗi là đồ phế vật. Tuy hắn giỏi điều khiển kiếm pháp, nhưng thành tựu ở lực lượng kiếm chỉ mới đến nhị trọng. Nếu lực lượng kiếm của Trưởng Thanh kiếm tiên tới đệ tứ trọng thì sợ gì không giết được Kỷ Linh đây. Kỷ Linh mới tu luyện bao lâu mà tâm lực đã đến đệ tứ trọng đây?" Ô Tiêu Thiên Tiên tức giận và gầm rú: "Ta phải làm sao đây, phải làm sao đây?" Ô Tiêu Thiên Tiên chợt nhận ra việc giết Kỷ Linh đã vô cùng khó khăn. Ô Tiêu Thiên Tiên tức giận đổ thừa cho Trưởng Thanh kiếm tiên: "Dù thế nào tuyệt đối không cho Trưởng Thanh kiếm tiên điều khiển đạo tổ khôi lỗi nữa, đổ phế vật mà." Đạo tổ khôi lỗi chỉ lo chạy trốn, Kỷ Linh nhiều lần ngăn cản làm nó chạy chậm chút, nhưng không lâu sau đã trốn vào Vô Gian Thành. Đạo tổ khôi lỗi thực sự không có sơ hở gì, Kỷ Linh không thể tổn thương nó chút nào. "Thắng rồi, thắng rồi, bên ta thắng rồi." Trên chiến trường vang tiếng hò reo rung trời, các tiên ma kích động gầm giống. Chiến trường để lại vết máu vô tận, máu của tiên ma chảy thành sông nhuộm đỏ cả hoang dã. Hình thiên thần và thất diệu thiên thần nguy nga đứng chung một chỗ, nhìn Vô Gian Thành màu đen ở phía xa. Thất diệu thiên thần truyền âm nói: "Kết thúc rồi, Vô Gian Môn tổn thất nặng nề, không đến hai phần thành công, trốn về. Chiến tranh giới vực lần này kết thúc thật rồi." Kỷ Linh hình thiên thần gật đầu: "Ừ." Thất diệu thiên thần lại truyền âm hỏi: "Kỷ Linh, giờ ngươi đã đột phá thực lực, chắc có thể độ thiên thần kiếp được rồi." Kỷ Linh truyền âm nói: "Đúng vậy, sau khi kết thúc chiến tranh giới vực, ta sẽ độ thiên thần kiếp."
Kế hoạch ban đầu là chờ viên mãn tâm lực thần hồn pháp môn mới độ kiếp, vậy thì nắm chắc hơn. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, tâm lực từ đệ tam trọng lên đệ tứ trọng là biến đổi về chất. Tâm lực cường đại khiến kỳ linh lúc chống cự thiên kiếp sẽ gặp tâm ma kiếp càng lợi hại hơn. Đã đến mức này thì không cần kéo dài nữa. Thất Diệu Thiên Thần truyền âm nói: Nếu ta không đoán lầm, ngươi không chỉ thành thuần dương chân tiên, ngươi đã đột phá tâm lực rồi đúng không? Kỳ linh gật đầu thừa nhận. Khi kỳ linh bộc phát ra tất cả thực lực, một mình thống lĩnh hình thiên thần mà đè đầu đạo tổ khô lỗi mà đánh, hắn biết người có ánh mắt, có kiến thức trong tam giới đều sẽ đoán được. Cuối cùng chiến tranh giới vực thắng, thoải mái giết chóc vô gian môn, kỳ linh không ngại lộ ra thực lực. Quan trọng là phải lộ ra có chút giá trị. Giờ thì việc này rất đáng giá. Thất Diệu Thiên Thần đứng một bên, nhìn máu của tiên ma, xác chết đầy hoang dã vô tận, pháp bảo chất đầy đất, cảm thán nói rằng: Vô gian môn chết rất nhiều người. Kỳ linh đứng xem cũng lạnh lùng nói: Chưa nhiều đâu. Đại quân của phe Xích Minh giới vực đang dọn dẹp chiến trường, thu về nhiều chiến lợi phẩm. Lúc trước đối phương chạy tán loạn, phe Xích Minh giới vực tranh thủ đổi giết từng giây từng phút mở rộng chiến quả, không kịp tàn sát một số thiên tiên tán tiên lấy lại pháp bảo. Qua thật lâu, mệnh lệnh của Xích Minh đạo tổ vang vọng khắp chiến trường: Rút quân. Khắp nơi rộ lên tiếng cười vui sướng: Về thôi, trở về thôi, thật sảng khoái mà. Phe Xích Minh giới vực vô cùng kích động và sung sướng. Đại quân vây quanh hình thiên thần Kỳ Linh và Thất Diệu Thiên Thần trở về Bát Long Vân Thành. Phe Xích Minh giới vực rất là vui sướng. Còn bên trong Vô Gian Thành thì ngập tiếng gầm rú, không khí nặng nề đặc quánh. Chết quá thảm, thật là... Trừ ba vị yêu thần Thôn Long Sơn sống sót đầy đủ, sáu yêu thần Thông Thiên Sơn, có bốn người đã chết. Vân Vũ Giản cửu tiên nữ thì chỉ còn cửu tiên nữ nhỏ nhất là còn sống. Tám người khác cũng đã chết. Bạch Cực Chân Tiên, Tam Dương Thiên Thần, Khí Thú Thiên Thần, Vạn Ma Động Chủ, Huyết Vân Lâu Lâu Chủ đều chết trên chiến trường. Chỉ có Thánh Hồ Môn Chủ giỏi chạy trốn là may mắn thoát nạn. Thiên Thần Chân Tiên phe bọn họ cộng lại, tính luôn Trưởng Thanh Kiếm Tiên, chỉ có 11 người còn sống. Thần Ma Thiên Tiên, các tiên nhân thì tử thương vô số. Những kẻ may mắn sống sót vừa mừng cho mình vừa thấy thê lương. Thảm, thật là thảm quá. Bên trong chủ điện Vô Gian Thành, thiên thần chân tiên may mắn sống sót đều tụ tập ở đây, ai nấy cũng đều lặng im. Mặc Trúc đạo tổ nhìn xuống dưới, mắt lóe tia sáng lướt qua Trưởng Thanh Kiếm Tiên. Mặc Trúc đạo tổ lạnh lùng nói: Chúng ta đã thua chiến tranh giới vực lần này rồi. Không khí càng trở lên cô đọng. Thế nhưng chiến tranh có thắng có thua, chiến tranh giới vực đã diễn ra mấy lần, chúng ta từng thắng, bọn họ tán loạn, tàn sát vô số. Mặc Trúc đạo tổ thản nhiên nói: Lần này chỉ là chiến tranh trong một giới vực ở tam giới, các người sống sót thì đều có thủ đoạn riêng. Sau này Vô Gian Môn ta và trận doanh của nữ hoa còn tiếp tục chiến đấu, cần các người chinh chiến cho Vô Gian Môn chúng ta. Trưởng Thanh Kiếm Tiên lên tiếng đầu tiên: Rõ. Thiên thần chân tiên khác lục tục lên tiếng, khóe mắt lướt qua Trưởng Thanh Kiếm Tiên. Mặc Trúc đạo tổ nhìn hướng Trưởng Thanh Kiếm Tiên lạnh lùng nói: Trưởng Thanh Kiếm Tiên, lần này ngươi thật khiến ta thất vọng. Không nói tới đánh bại Kỳ Linh, Hồng Tuyết Thiên Thần, chỉ riêng mình Kỳ Linh đã kiềm chế được ngươi rồi. Trán của Trưởng Thanh Kiếm Tiên đổ mồ hôi lạnh. Gã biết chiến tranh giới vực lần này tổn thất nặng nề, gã phải chịu trách nhiệm. Trưởng Thanh Kiếm Tiên vội quỳ xuống cung kính nói: Trưởng Thanh đã làm đạo tổ thất vọng, thật tình là vì thực lực của Kỳ Linh nằm ngoài dự đoán của ta mới khiến ta rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đạo tổ yên tâm, Trưởng Thanh sẽ hết sức dốc lòng tham ngộ, nâng cao thực lực để phát huy uy năng của đạo tổ khôi lỗi tốt hơn. Lần sau nhất định sẽ giết chết Kỳ Linh. Mặc Trúc đạo tổ lắc đầu nói: Không cần, các đại năng giả đã có mệnh lệnh không cho ngươi điều khiển đạo tổ khôi lỗi nữa rồi. Mặt của Trưởng Thanh Kiếm Tiên trắng bệch. Điều khiển đạo tổ khôi lỗi thì địa vị của gã cao hơn ba vị yêu thần Thôn Long Sơn một chút. Nếu không có đạo tổ khôi lỗi, vậy gã sẽ yếu đi rất nhiều. Trong hạo kiếp lớn này, có đạo tổ khôi lỗi cho Trưởng Thanh Kiếm Tiên cơ hội sống hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Miễn sao đạo tổ không ra tay thì gần như không thể giết được gã trong đạo tổ khôi lỗi. Nên Trưởng Thanh Kiếm Tiên cực kỳ xem trọng đạo tổ khôi lỗi. Từ khi được điều khiển đạo tổ khôi lỗi là gã đã có quyết tâm sẽ mãi mãi nắm giữ nó. Trưởng Thanh Kiếm Tiên không cam lòng vội nói: Đạo tổ, lần này thực sự vì thời gian quá ngắn, cho ta đủ thời gian chắc chắn sẽ phát huy đạo tổ khôi lỗi càng mạnh hơn. Mặc Trúc đạo tổ quát lên: Đủ rồi.
Trường Thanh Kiếm Tiên nhắm chặt mắt, cung kính quỳ dập đầu, không van xin nữa. Mặc Trúc đạo tổ ra lệnh: "Ngươi bình tĩnh, tham ngộ mà tu luyện đi. Ta và thần vương đều coi trọng ngươi. Nếu ngươi thành đạo tổ, sẽ lợi hại hơn là điều khiển khôi lỗi đó nhiều." Trường Thanh Kiếm Tiên cung kính nói: "Rõ." Mặc Trúc đạo tổ gật đầu, chuyển sang nói chuyện với ba vị yêu thần thôn Long Sơn, mềm mỏng hơn rất nhiều. "Thôn Thiên, ba vị hãy thống lĩnh xếp sắp dẫn dắt Vô Gian Thành rời khỏi thế giới đại hạ, trở về thế giới thứ năm đi." Ba vị yêu thần cung kính đáp: "Tuấn lãnh." Trường Thanh Kiếm Tiên thầm hận, trong đại kiếp nạn, thực lực cao sẽ có địa vị rất cao, thái độ của đạo tổ cũng sẽ khác. Trường Thanh Kiếm Tiên rủa thầm: "Chết tiệt, đều tại Kỳ Linh chết tiệt kia. Nếu không phải biến số như hắn, thì ta đã sớm giết Thất Diệu Thiên Thần, mang theo đại quân Vô Gian Môn tiêu diệt đại quân Xích Minh Giới Vực rồi. Chờ đi, cứ chờ đi. Trường Thanh ta sẽ tu luyện càng mạnh hơn, đến khi nào giết được ngươi thì thôi. Còn ba tên yêu thần thôn Long Sơn các ngươi nữa, ta sẽ giẫm các ngươi dưới chân. Mặc Trúc đạo tổ ư? Chỉ là đạo tổ bình thường nhất thôi. Chờ ta thành đạo tổ thì ngươi cũng phải cúi đầu trước mặt ta." Trường Thanh có dã tâm mãnh liệt, gã khác với Dư Vi. Nhiều người nhóm Dư Vi trung thành với thần vương từ lâu, sau đó bị đưa đi chuyển kiếp vào các đại thế giới trong tam giới, tự do lớn lên, nên phe trận doanh của nữ hoa khó tìm được tung tích. Trường Thanh Kiếm Tiên thật lâu trước khi bái sư Xích Minh đạo tổ thuộc về phe trận doanh của nữ hoa, nhưng gã luôn cố gắng mà thực lực không tiến bộ. Xích Minh đạo tổ dạy dỗ đệ tử chỉ đến thế là cùng, trong khi Trường Thanh Kiếm Tiên khao khát thực lực, vì vậy gã bị dụ dỗ. Thần vương dù gì cũng là đệ tử duy nhất của vương mạnh nhất Vô Gian Môn. Vương đã dung hợp thiên đạo, khi dạy dỗ thần vương càng không tầm thường. Thần vương dùng cách tương tự để dạy đệ tử, nhưng các đệ tử này rất lợi hại. Trường Thanh bị hấp dẫn. Trong thế giới mộng, thần vương truyền dạy một số pháp môn lợi hại cho gã, còn tự mình giảng đạo. Đương nhiên Trường Thanh phải trả giá. Cái giá đó là rời khỏi trận doanh của nữ hoa, đầu nhập vào Vô Gian Môn. Trường Thanh không chút do dự, lập tức bái vào làm môn hạ của thần vương. "Trận doanh của nữ hoa ư? Mặc kệ là trận doanh gì, thực lực của ta cường đại mới là gốc gác." Lòng hướng đạo của Trường Thanh Kiếm Tiên rất điên cuồng. Xích Minh đạo tổ cũng phát hiện lòng hướng đạo của Trường Thanh Kiếm Tiên điên cuồng, cho rằng gã có hy vọng trở thành đạo tổ nhất dưới trướng của mình. Xích Minh đạo tổ không biết rằng Trường Thanh có lòng hướng đạo điên cuồng quá mức, xem như đã nhập ma nên gã đã đầu nhập vào Vô Gian Môn. Với Trường Thanh thì trận doanh của nữ hoa hay Vô Gian Môn chẳng là gì cả, bản thân gã mới là quan trọng nhất. Trong lòng Trường Thanh Kiếm Tiên có khao khát mãnh liệt, sẽ có ngày gã giống như nữ hoa nương nương, trở thành người mạnh nhất trong tam giới. Khi đó trận doanh của nữ hoa, Vô Gian Môn gì đó chỉ là chó má mà thôi, ta mới là vô địch. Trường Thanh Kiếm Tiên chỉ có thể trôn giấu dã tâm mãnh liệt đó dưới đáy lòng. Trường Thanh Kiếm Tiên luôn theo đuổi, chưa từng bỏ cuộc vì dã tâm quá lớn này. Ầm 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 ầm, bầu trời nứt cái khe to, Vô Gian Thành thu nhỏ bay vào trong khe to đó rồi biến mất. Kỳ Linh đứng một mình trên tường thành, nhìn theo Vô Gian Thành. "Bọn chúng đã đi rồi." Kỳ Linh quay đầu nhìn Bắc Long Vân Thành cực kỳ náo nhiệt, vì đại thắng khiến mấy ngàn vạn tiên nhân, một đống thần ma vui vẻ mà chúc mừng. Một bóng người từ xa đi đến, là Hắc Bào Hạ Hoàng. "Kỳ Linh." Kỳ Linh chào lại. "Bệ hạ." Hạ Hoàng cười nói: "Kêu ta là Hạ Mang được rồi. Sức ảnh hưởng địa vị của ngươi bây giờ mạnh hơn ta rất nhiều. Ta cũng không mặt dày nhận tiếng hoàng đế nổi nữa đâu. E rằng các thiên thần chân tiên khác sẽ mắng ta mặt dày mất thôi." Kỳ Linh nhẹ gật đầu. Hạ Hoàng lại tiếp tục nói: "Mọi người đang rất vui, chiến tranh đã kết thúc, vẫn sống, còn giết vô số tiên ma của Vô Gian Môn. Người cũng nên đi chúc mừng, vui vẻ lên đi." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Không cần đâu." Hạ Hoàng cũng không khuyên nhiều. Gã cảm giác sau vụ Dư Vi thì khí chất của hắn đã thay đổi. Gã biết chuyện đó đã đả kích hắn rất lớn. Hạ Hoàng tiếp tục nói: "Phải rồi, sau chiến tranh dưới vực, đại quân sẽ trở về đại thế giới của mình. Các tiên nhân đại hạ chúng ta cũng sẽ về vương đô. Các tiên ma đều ở vương đô. Liên hợp càng dễ ứng đối Vô Gian Môn hơn. Dù sao Thanh Hổ thống lĩnh đội Vô Gian Môn lần này đại thương nguyên khí, không thể nào thẩm thấu quy mô lớn được." Hạ Hoàng liền mời: "Còn ngươi thì sao, cùng đi vương đô với ta chứ?" Hạ Hoàng rất hy vọng Kỳ Linh ở lại hoàng cung. Thất Diệu Thiên Thần luôn cùng Kỳ Linh tiến lui. Một mình hắn đã đại biểu cho hình thiên thần mạnh nhất và một Thất Diệu Thiên Thần, ngang bằng một nửa sức chiến đấu Xích Minh Giới Vực. Kỳ Linh lắc đầu nói: "Không được, ta còn phải độ thiên thần kiếp.
nơi khác không an toàn, sẽ là Vô Gian Môn, sẽ không để ta yên, yên tâm độ kiếp đâu. Ta cần đến chỗ của sư phụ. Hạ Hoàng cười nói, độ thiên thần kiếp ư? Cũng nên độ kiếp rồi. Hạ Hoàng rất vui mừng, may mắn gã luôn thân thiện với Kỷ Linh, đặc biệt chuyện Thiếu Viêm tộc và hắn. Gã đã luôn binh vực hắn, còn tự mình giúp đỡ hắn. Những chuyện này đều tính là nhân tình. Trong đại kiếp nạn và phút then chốt mời Kỷ Linh hỗ trợ thì hắn sẽ không quanh tay đứng nhìn. Xích Minh đạo tổ tự mình gặp bảy vị thiên thần Hồng Tuyết, Kỷ Linh rồi khuyên nhủ. Kỷ Linh, lần này ngươi và bảy vị nhóm Hồng Tuyết lập công lao rất lớn, cuối cùng Vô Gian Môn chạy tán loạn. Chúng ta đã truy sát rất nhiều, được rất nhiều pháp bảo. Những pháp bảo này nên thuộc về các ngươi, tại sao lại không cần vậy? Kỷ Linh lắc đầu nói, không cần đâu. Thực sự không cần, vì Kỷ Linh đã nhận được rất nhiều từ chiến tranh. Chờ khi hắn thành chủ nhân của Trích Tinh Phủ thì không thiếu mấy thứ như vậy. Ta biết ngươi sắp độ thiên thần kiếp. Xích Minh đạo tổ cười nói, chờ ngươi thành thiên thần có thể tu luyện bát cửu huyền công đến đệ cửu chuyển, sẽ cần chút đại la tiên đơn lợi hại. Không nói cái khác, ngươi tu luyện bát cửu huyền công đến đệ cửu chuyển cần số lượng đại la tiên đơn bao nhiêu ta sẽ cho hết. Nhưng ta cần chuẩn bị một lát, đợi khi thiên thần kiếp của ngươi đến ta sẽ đưa cho. Kỷ Linh kinh ngạc nói, cái này... Món quà này rất lớn, pháp bảo trên chiến trường tuy nhiều, thế nhưng cộng lại không đủ để tu luyện bát cửu huyền công đến đệ cửu chuyển. Một lão nhân râu tóc bạc phơ bỗng xuất hiện. Đồ nhi, hãy nhận đi, lần này ngươi giúp đỡ Xích Minh rất nhiều, cứ yên lòng mà nhận. Kỷ Linh cung kính chào, xin bái kiến sư phụ. Sư phụ của ngươi đã nói đến vậy thì ngươi hãy nhận chút lòng thành của ta. Xích Minh đạo tổ thực sự cảm kích Kỷ Linh. Lão nghe Bồ Đề nói hắn kế thừa truyền thừa của Tam Thọ đạo nhân Thất Diệu Thiên Thần đi theo hắn. Trong chiến tranh lần này, nếu không nhờ Kỷ Linh và Thất Diệu Thiên Thần thì đã sớm thua, tổn thất rất thảm thiết. So sánh với điều đó thì Đại La Tiên Đơn dù quý giá, nhưng Xích Minh đạo tổ là chân thần dưỡng dục từ trong hỗn độn, dư sức cung cấp. Kỷ Linh cũng không từ chối nữa. Vâng. Bồ Đề nhìn Kỷ Linh hỏi, người đã sắp xếp xong hết chưa? Nếu rồi thì theo ta về Phương Thốn Sơn chuẩn bị độ thiên thần kiếp thôi. Kỷ Linh cung kính nói, đệ tử đã sắp xếp xong, tùy thời là có thể đi ngay. Kỷ Linh đã từ biệt sư phụ Điện Tài Tiên Nhân, huynh đệ sống chết, thông hợp và vạn thú. Điện Tài Tiên Nhân, thông hợp, vạn thú, phong điên có tình cảm rất sâu với Kỷ Linh. Nhưng nơi độ kiếp an toàn nhất là ở Phương Thốn Sơn, đạo tổ khác cũng không đến chỗ đó được. Kỷ Linh không có quyền mang nhóm thông hợp cùng đi Phương Thốn Sơn nên đành từ biệt. Giờ đám Điện Tài Thiên Nhân đi theo Hạ Hoàng vào Vương Đô Đại Hạ, sau này cũng dễ gặp mặt. Bồ Đề vung tay lên, đã sắp xếp xong thì đi thôi. Xích Minh, hãy chuẩn bị Đại La Tiên Đơn nhanh nhanh một chút. Khi nào chuẩn bị xong thì hãy tìm ta, ta sẽ đến chỗ của người lấy. Vèo. Trong đại điện xuất hiện vòng xoáy không gian u ám. Bồ Đề mang theo Kỷ Linh, Thất Diệu Thiên Thần đi vào vòng xoáy không gian. Xích Minh đạo tổ vuốt râu suy tư, đã bảo đảm rồi thì phải làm được. Xem ra sắp độ thiên thần kiếp, phải lo chuẩn bị Đại La Tiên Đơn ngay. Còn cần đi chỗ Tam Thanh đạo nhân một chuyến, chỗ đó có nhiều tiên đơn nhất, lấy chút báu vật trao đổi là được. Xích Minh đạo tổ vuốt râu, tâm tình rất tốt, ít ra dưới vực của lão cũng đã thắng, cũng đã giữ được. Vòng xoáy không gian đi thẳng hướng bầu trời Phương Thốn Sơn. Bồ Đề xuất hiện trên cao rồi dặn dò, Kỷ Linh, Hồng Tuyết, hãy đi theo ta. Vâng. Kỷ Linh, Hồng Tuyết thiên thần ngoan ngoãn đi cùng Bồ Đề. Sáu vị Tuyết Hạt thiên thần, Nguyên Quang thiên thần thì tạm ở trong thủy phủ. Trong một đạo quan trên Phương Thốn Sơn, Bồ Đề nhẹ nhàng đáp xuống ngồi xếp bằng. Kỷ Linh, Hồng Tuyết cũng ngoan ngoãn đứng một bên. Hồng Tuyết. Bồ Đề nhìn Hồng Tuyết thiên thần mỉm cười nói, lần trước ta thấy ngươi ra tay tại Tịch Diệt chi vực, dường như không chạm đến ngưỡng cửa thời không. Hồng Tuyết thiên thần cung kính nói, qua trận chiến ấy, vãn bối đặc biệt xem lão tổ ra tay mới có cảm ngộ như vậy, kết hợp lực lượng thời gian và không gian thành một, tìm được ngưỡng cửa của thời không. Bồ Đề hiểu ra, lão ra tay tất nhiên ẩn chứa vô tận ảo diệu về thời không. Hồng Tuyết thiên thần tiềm tu ức vạn năm, chỉ còn thiếu một bước vào ngưỡng cửa. Trải qua đại chiến sống chết, lại thấy Bồ Đề ra tay, nên gã có điều lĩnh ngộ, không có gì là kỳ quái. Bồ Đề cười tủm tỉm nhìn Hồng Tuyết thiên thần hỏi, người có biết trong tam giới thì ai có thành tựu thời công cao nhất không? Ta từng nghe phù chủ nói,
Hồng Tuyết Thiên Thần cung kính đáp: Lão tổ đến vô ảnh, đi vô tung, thậm chí tàng nguyệt đại thế giới cũng ở trong tầng không gian khác. Về khống chế thời không thì tam giới cho rằng lão tổ là số một rồi. Bồ Đề cảm thán, thổn thức nói: Tam Thọ rất xem trọng ngươi, cái gì cũng nói cho ngươi. Đúng là như vậy, tàng nguyệt đại thế giới của ta không chung tầng không gian với thế giới khác trong tam giới, nên các đạo tổ không cách nào tìm ra được. Kỳ Linh nghe vậy thấy thắc mắc, liền lên tiếng hỏi: Sư phụ, cái gì gọi là không chung tầng không gian vậy? Bồ Đề Hồng Tuyết đều bước vào cánh cửa thời không, còn Kỳ Linh Ngư, hắn chưa ngộ ra hai đại đạo thời gian chi đạo và không gian chi đạo thì càng đừng nói bước vào cánh cửa thời không. Bồ Đề cười nhìn Kỳ Linh nói: Người từng thấy bánh ngàn lớp chưa? Kỳ Linh gật đầu nói: Con đã thấy rồi. Bồ Đề cười cười: Thế giới khác trong tam giới cũng như bánh ngàn lớp vậy, sinh hoạt bên trên bánh ngàn lớp. Tàng nguyệt đại thế giới của ta nằm trong một lớp bánh. Bình thường các loại độn thuật, na si đều ở mặt trên cùng bánh ngàn lớp, nên làm sao cũng không thể vào tàng nguyệt đại thế giới của ta được. Kỳ Linh đã hiểu ra. Không ngờ không gian có thể chia ra nhiều lớp như vậy. Bồ Đề gật gù nói: Thiên địa ảo diệu, rất là thần kỳ. Kỳ Linh lại hỏi dồn: Nếu đúng là như vậy thì tàng nguyệt đại thế giới là an toàn nhất rồi. Trừ sư phụ ra, không đạo tổ nào vào được. Vậy là chỗ này hoàn toàn có thể tránh khỏi hạo kiếp rồi. Bồ Đề lắc đầu nói: Không, không thể tránh được. Bây giờ có thể tránh, nhưng về sau vẫn không thể. Kỳ Linh hỏi: Tại sao lại như vậy? Rõ ràng bọn họ không thể đến đây, thì vì sao vẫn không thể tránh khỏi hạo kiếp vậy? Bồ Đề suy tư một lúc rồi lắc đầu nói: Bây giờ ta không thể trả lời ngươi, vì chính ta cũng có nhiều điều không hiểu. Nhưng ta có thể cảm ứng vận mệnh trong vô hình. Bất cứ sinh linh nào trong tam giới đều không thể tránh khỏi hạo kiếp lần này. Được rồi, Kỳ Linh, giờ ngươi đã thành thuần dương chân tiên, ta sẽ nói cho ngươi biết nhiều bí mật trong tam giới. Nhưng những thứ gì ta không biết được thì không cách nào nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ một điều là thế giới vô tận này rất bí ẩn. Dù là nữ hoa nương nương năm xưa cũng quyết định vào hỗn độn vô tận để tìm kiếm. Kỳ Linh gật đầu. Hồng Tuyết. Bồ Đề nhìn hướng Hồng Tuyết Thiên Thần nói: Ta có nhiều môn tuyệt học đều có truyền nhân, chỉ có tuyệt học thời không mà ta đắc ý nhất thì luôn không có truyền nhân thích hợp. Người có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Hồng Tuyết Thiên Thần giật nảy mình, sau đó mừng rỡ vội quỳ xuống: Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Bồ Đề cười phá lên: Đứng dậy đi. Hồng Tuyết Thiên Thần hành lễ hướng Kỳ Linh: Sư đệ xin kính chào sư huynh. Kỳ Linh thực sự bất ngờ, Hồng Tuyết Thiên Thần sinh ra từ thủa khai thiên tích địa, hắn luôn tôn kính gọi là tiền bối. Kỳ Linh nói: Tiền bối kêu ta là sư huynh, nghe thật là kỳ. Bồ Đề mỉm cười nhìn hai đệ tử, tâm tình cực tốt. Đầu tiên là vì đệ tử Kỳ Linh, đệ tử thực lực tiến bộ kinh người. Thứ hai là tuyệt học mạnh nhất của ông đã có truyền nhân. Các người thích gọi gì thì cứ gọi đi. Bồ Đề cười nói: Kỳ Linh bái vào làm môn hạ của ta đã nhiều năm, sợ là hắn không biết sư huynh của mình thực lực mạnh yếu thế nào đâu. Kỳ Linh cung kính nói: Đúng là đệ tử cũng không hiểu rõ. Sư phụ có 19 đệ tử trong môn hạ, tính luôn Hồng Tuyết mới nhất là 20. Tính từ đại đệ tử xuống Kỳ Linh, biết tên của vị sư huynh, sư tỷ, nhưng không rõ ràng thực lực thật sự thế nào. Bồ Đề nói: Kỳ Linh, bây giờ thực lực của ngươi đã tăng lên, còn Hồng Tuyết thì chỉ kém một chút là thành đạo tổ. Hơn nữa trong hạo kiếp này, ta cứ cảm thấy có nguy hiểm ẩn giấu. Sau này đồng môn các ngươi phải hỗ trợ lẫn nhau. Các đệ tử môn hạ của ta có 4 người đến đẳng cấp chân thần đạo tổ. Kỳ Linh, Hồng Tuyết giật mình mà kêu lên: Sao 4 người ư? Bồ Đề tiếp tục nói: Đầu tiên là đại đệ tử của ta, tức là tiểu phu đốn cây trên núi ngoài sơn môn. Bình thường khi tu hành có gì thắc mắc các ngươi có thể đi hỏi, thực lực của hắn giỏi nhất trong các đệ tử. Bồ Đề tiếp tục nói: Tiếp theo là nhị đệ tử của ta, tức là Tế Điên, trông chừng tam giới cung, thường hay đi ngủ. Tế Điên xem như chính thức nhận nhiều y bát của ta nhất, hắn cũng học được thủ đoạn của Phật môn, đạo môn. Sau này các ngươi có gì khó hiểu cũng có thể đi hỏi hắn. Người tiếp theo là đệ tử thứ 6 của ta, mở ra thế giới hoa quả sơn, Tôn Ngộ Không, chủ nhân mạch hoa quả sơn. Tôn Ngộ Không từng được nữ hoa nương nương chỉ điểm, hơi thiện chiến. Bồ Đề nói:
Người cuối cùng là đệ tử thứ 12, Hắc Hổ, thích phiêu bạt du lịch trong tam giới nhất. Tuy không mở ra đại thế giới nào, không có thuộc hạ gì, thực lực hơi yếu trong bốn người, nhưng dù gì cũng đã đến đẳng cấp chân thần đạo tổ. Dù là ta ngày xưa vì hợp ý mới thu làm đồ đệ, ai ngờ tính cách lời nhắc như hắn mà cũng tu luyện thành chân thần đạo tổ được. Bồ đề liệt kê ra bốn vị đạo tổ trong đám đệ tử nhất mạch Phương Thốn Sơn. Kỳ Linh thầm giật mình, Hắc Hổ ư? Thập nhị sư huynh Hắc Hổ, tên hiệu Hắc Hổ Đại Vương. Lúc Kỳ Linh học nghệ trên Phương Thốn Sơn thì sư huynh này còn ở, từng luận bàn với hắn. Khi đó Kỳ Linh không ngờ cảm giác sư huynh này không quá mạnh, dường như Hắc Hổ sư huynh không mạnh bằng Ngân Nguyệt sư huynh. Ai ngờ là giả heo ăn cọp, sư huynh là chân thần đạo tổ. Bồ đề tiếp tục nói, các đệ tử khác bao gồm Kỳ Linh, tu luyện lớn nhất đều ở đẳng cấp thiên thần chân tiên. Các người không được lơi lỏng, hạo kiếp giáng lâm, tu luyện thành chân thần đạo tổ mới có cơ hội càng lớn vượt qua hạo kiếp. Kỳ Linh, Hồng Tuyết thiên thần cung kính nói, đệ tử đã hiểu. Bồ đề gật đầu nói, các người đã hiểu rõ sư huynh đệ đồng môn rồi. Còn một số bí ẩn trong tam giới thì Hồng Tuyết biết đôi chút. Lúc trước thực lực Kỳ Linh yếu nên ta không nói, lần này ta sẽ nói tỉ mỉ một lần, nói cho các người biết mấy thứ như thượng cổ tan vỡ. Tin tưởng nghe xong các người cũng hiểu rõ lai lịch của Vô Gian Môn. Kỳ Linh, Hồng Tuyết thiên thần lắng nghe kỹ. Về cuộc chiến thượng cổ tan vỡ, Hồng Tuyết thiên thần cũng hiểu biết rất ít. Mắt của Bồ Đề lộ tia hồi ức, khẽ nói, nói từ hỗn độn trước đi. Khi trước thượng cổ chưa sinh ra, khu vực tam giới hiện tại vốn là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn vô cùng thần kỳ, bắt đầu dưỡng dục ra các tổ thần, chân thần, thiên thần. Vì xuất thân nên bọn họ được tôn xưng là hỗn độn tổ thần, hỗn độn chân thần, hỗn độn thiên thần. Sư phụ mới nói tới đây, Kỳ Linh không nín được mà kêu lên, tổ thần nữ. Thiên địa này ẩn chứa đạo, chia làm 12 đại đạo, đại thiên đạo, 81 đại đạo, 108.000 tiểu đạo. Bồ đề nói, như 10 tổ thần khi sinh ra đã nắm giữ thiên đạo, gồm bàn cổ sinh ra liền lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo, nữ hoa sinh ra liền lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, phục khi sinh ra liền lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, phượng hoàng sinh ra liền lĩnh ngộ ám chi thiên đạo, tổ long sinh ra liền lĩnh ngộ dương chi thiên đạo. Còn thiên đạo ngũ hành thì gồm có hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, kim thần nhục thu, mộc thần câu năng, thổ thần hậu thổ. 10 vị này là những tồn tại sinh ra liền khống chế thiên đạo, trong đó bàn cổ đứng đầu. Bồ đề nhìn Kỳ Linh, đồ nhi dường như có nhiều thắc mắc phải không? Kỳ Linh nói, vâng, sao đệ tử chưa từng nghe nói về tổ thần vậy? Đệ tử cứ tưởng chân thần đã là cực độ rồi. Trong tam giới rất ít người biết được, lý do thì trở về sau ta từ từ sẽ kể. Đám bàn cổ nữ hoa khác với chúng ta, bọn họ sinh ra liền khống chế thiên đạo, thực lực mạnh hơn chúng ta một bậc. Bồ đề nói, trong hỗn độn còn dưỡng dục ra các vị chân thần vừa sinh ra là liền khống chế đại đạo, trong đó có Vi Sư, Tam Thọ, Xích Minh, còn có Tam Thanh Đạo Tổ, Phật Tổ Như Lai, tiếp dẫn Phật Tổ, đều là chân thần. Dưới nữa là 108.000 thiên thần vừa sinh ra đã nắm giữ đạo bình thường. Bồ đề nói, đây là tổ thần, chân thần, thiên thần dưỡng dục trong hỗn độn. Cường giả tôn quý nhất, mạnh nhất là bản cổ, khống chế hỗn độn chi đạo. Nói bản cổ lợi hại, nhưng cũng chỉ bị số phận vô hình khống chế mà thôi. Bồ đề cảm khái nói, bản cổ sinh ra với số phận khai thiên, bản cổ dưỡng dục cuối cùng vừa ra liền cầm bàn cổ phủ khai thiên tích địa, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh để rồi cuối cùng chết đi. Thế nhưng bàn cổ sáng tạo ra thế giới bàn cổ thượng cổ rộng lớn mênh mông, sau khi khai thiên tích địa, trong thế giới bàn cổ thượng cổ dưỡng dục nhiều sinh mệnh, đó đều là thiên địa dưỡng dục ra. Người mạnh nhất có thể đến cảnh giới thiên thần, kẻ yếu thì ít nhất cũng đến đẳng cấp tiên thiên. Kỳ Linh cẩn thận lắng tai nghe. Bồ đề lại cảm khái, thiên địa sinh ra nhiều thứ rất đặc sắc, chúng ta đến từ hỗn độn, tràn đầy tò mò với tất cả, hoặc chiếm địa bàn làm thủ lĩnh, hoặc cần cư trong một góc nào đó. Thế giới bản cổ thượng cổ dưỡng dục nhiều sinh mệnh, thế giới thượng cổ cũng càng đặc sắc hơn. Như Tam Thọ, mấy vị tổ thần đều thống lĩnh các quốc gia, họ bắt đầu tranh đấu, không tiếc chém giết, sống chết với nhau. Kỳ Linh gật đầu, vì dã tâm của mình mà chiến tranh là việc rất bình thường. Bồ đề tiếp tục nói,
nhiều đại năng giả sáng tạo ra pháp môn luyện khí lưu cho vô số sinh mệnh trong thế giới thượng cổ. Như Phật Tổ Như Lai đặc biệt sáng tạo ra Phật Chi pháp môn, đó cũng được xem như một loại luyện khí lưu. Vì thế các vị chân thần như ta, Phật Tổ Như Lai liên tiếp tu luyện khí lưu thành đạo tổ. Nữ Hoa Nương Nương là người thứ nhất đột phá. Nữ Hoa Nương Nương bằng đại nghị lực, đại trí tuệ, cảm ngộ hai thiên đạo âm dương, sau đó sáng tạo ra nhân tộc. Nữ Hoa Nương Nương khống chế hai thiên đạo âm dương, thực lực tăng vọt. Lúc này những người thượng cổ mới hiểu được, thì ra lãnh ngộ thiên đạo tương khắc khiến cho thực lực tăng thêm một bậc. Cho nên các đại năng giả tiềm tu trong thế giới thượng cổ phát hiện lĩnh ngộ một loại thiên đạo rồi cực kỳ khó lĩnh ngộ thiên đạo trái ngược. Ví dụ lĩnh ngộ sinh mệnh thiên đạo rồi lại lĩnh ngộ hủy diệt thiên đạo sẽ bị sinh mệnh thiên đạo mãnh liệt quấy nhiễu, cản trở, không thể cảm ngộ. Trong thời gian dài, trừ Nữ Hoa Nương Nương, không có người thứ hai cảm ngộ ra thiên đạo trái ngược. Về sau Tam Thanh đạo nhân xuất hiện. Tam Thanh đạo nhân xuất thân Hỗn Độn chân thần, vốn tên Nguyên Thủy. Tam Thanh đạo nhân rất giỏi, lần lượt lĩnh ngộ dương chi thiên đạo, hủy diệt thiên đạo, nhưng muốn lĩnh ngộ thiên đạo trái ngược như âm chi thiên đạo hoặc sinh mệnh thiên đạo mãi mà không thể thành công. Vì vậy Tam Thanh đạo nhân đặt quyết tâm lớn là tự sát. Kỷ Linh sững sờ, sao tự sát ư? Hồng Tuyết ở bên cạnh lại bật cười, tuy đây là bí mật nhưng nghi sinh ra từ thủa khai thiên tích địa luôn đi theo Tam Thọ đạo nhân nên cũng biết việc này. Bồ Đề tiếp tục kể, Tam Thanh đạo nhân thiết lập cấm chế trong chân linh của mình phải lĩnh ngộ âm chi thiên đạo hoặc sinh mệnh thiên đạo mới thức tỉnh ký ức kiếp trước được. Tam Thanh đạo nhân trực tiếp vào luân hồi rồi tự sát. Vì tự sát trong luân hồi thì chân linh sẽ tự nhiên đi đầu thai. Đây là cuộc cá cược lớn. Sau khi Tam Thanh đạo nhân đầu thai, lỡ như hồn phi phách tán thì chân linh của hắn sẽ vào dòng sông vận mệnh, thế là tiêu luôn. Kỷ Linh gật gù, phải lĩnh ngộ âm chi thiên đạo hoặc sinh mệnh thiên đạo mới thức tỉnh ký ức kiếp trước được, tức là trước khi trở thành đạo tổ không cách nào nhớ lại kiếp trước. Muốn thành đạo tổ mà không dựa vào ký ức kiếp trước thì khó khăn biết bao. Dù vì chân linh nên có thiên tư siêu đẳng, nhưng trên đường tu hành có quá nhiều nguy hiểm, nếu bị giết hồn phi phách tán là tàn đời. Bồ Đề tiếp tục nói, Tam Thanh đạo nhân liên tục thất bại, chuyển kiếp 9 lần trong luân hồi. Trong 9 kiếp có 6 kiếp luôn là phàm nhân, không thể bước vào đường tu tiên, nên sau khi chết đầu thai tự nhiên. 2 kiếp chết khi ở đẳng cấp tử phủ cũng đầu thai. Mãi đến kiếp thứ 9, Tam Thanh đạo nhân chuyển kiếp làm lão tử nhân tộc thượng cổ. Kiếp này Tam Thanh đạo nhân kinh tài tuyệt diễm, một đường tiến nhanh, bởi vì không có ký ức quấy nhiễu nên suôn sẻ lĩnh ngộ âm chi đạo thành đạo tổ. Lúc này Tam Thanh đạo nhân mới nhớ lại ký ức khi xưa, lần nữa nắm giữ dương chi thiên đạo, hủy diệt thiên đạo. Thực lực của Tam Thanh đạo nhân tăng vọt ngay, còn ngộ ra pháp môn nhất khí hóa tam thanh, thực lực mạnh đến mức Nữ Hoa Nương Nương không theo kịp, gần như là lãnh tụ số 1 thượng cổ lúc bấy giờ. Bởi vì ngộ ra pháp môn nhất khí hóa tam thanh nên hắn lấy tên hiệu Tam Thanh đạo nhân, từ nay chuyển xuống nhiều pháp môn đạo gia, khai sáng đạo môn, thành lãnh tụ của đạo môn. Kỷ Linh rung động, Bồ Đề lại cảm khái nói, bởi vì nhờ đầu thai che giấu ký ức kiếp trước nên lĩnh ngộ thiên đạo trái ngược không chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên đây là cá cược, nếu như hồn phi phách tán là chết thật, lúc trước vì Tam Thanh đạo nhân nên liên tiếp có 6 vị đạo tổ cũng đi đầu thai thiết lập cấm chế trong chân linh, nhưng bọn họ bật vô âm tín, từ thượng cổ đến tam giới bây giờ không còn dấu vết của họ nữa. Có lẽ họ đã chết, có lẽ còn chuyển kiếp nhiều lần trong luân hồi vô tận rồi. Kỷ Linh thầm than, không ngừng chuyển kiếp ư? Những đạo tổ đi đầu thai chân linh phi phàm, thiên tư cực kỳ kinh người, miễn có cơ hội bình thường sẽ bước lên đường tu tiên. Trên đường tu tiên vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ bị kẻ địch giết chết đến hồn phi phách tán. Từ thượng cổ đến bây giờ đã qua rất lâu, 6 vị đạo tổ đó e rằng đã chết từ khuya, chân linh đã bị vào dòng sông vô tận. Bồ Đề cảm khái tiếp tục nói, từ đó các đại năng giả thượng cổ có một thời gian dài không ai đi đầu thai nữa, nhưng lòng hướng đạo của các đại năng giả quá mạnh, ai nấy cũng khao khát biến mạnh. Cho nên Phật Tổ Như Lai thực lực tầm thường trong các đại năng giả lúc bấy giờ cũng đi vào luân hồi tự sát đầu thai. Khi đó Như Lai đã ngộ 4 thiên đạo khác trong ngũ hành thiên đạo, chỉ thiếu hành thổ thiên đạo, cuối cùng mãi mà không thể tu luyện thành công. Hễ tu luyện sẽ bị 4 thiên đạo khác cản trở quấy nhiễu.
Bồ Đề lắc đầu thổn thức nói: "Không điên thì không thành công. Phật tổ Như Lai chuyển kiếp đến đời thứ ba thành vương tử một nước nhỏ của nhân tộc, tên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Tất nhiên Như Lai kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng ngộ ra thiên đạo thành đạo tổ, thức tỉnh ký ức kiếp trước, thực lực tăng vọt. Khi ấy Phật Môn chỉ là một trong nhiều thế lực thượng cổ, bỗng chốc thực lực tăng nhiều, Như Lai thành lãnh tụ của Phật Môn." Bồ Đề nhìn Kỳ Linh hỏi: "Nghe đường tu luyện của hai vị lãnh tụ đạo môn, Phật Môn, người cảm thấy thế nào?" Kỳ Linh cảm thán nói rằng: "Thực đúng là đại nghị lực, đại quyết tâm mà. Đệ tử thực sự bái phục. Hai vị vốn đã là đạo tổ, hoàn toàn có thể tiêu dao tự tại trong thiên địa, nhưng hai vị có lòng hướng đạo mãnh liệt, vì cảm ngộ tầng cao hơn, thà đánh đổi sinh mệnh vô tận, bọn họ đã thắng. Nhưng nhiều đạo tổ đã cực thua, muốn tu đạo bước lên trình độ càng cao là vô cùng khó khăn." Bồ Đề nói: "Lúc ấy trong thượng cổ chinh chiến không ngớt, người mạnh nhất là quốc gia của mấy vị tổ thần thống lĩnh. Có một lần tổ thần Thủy Cộng Công và tổ thần Hóa Trúc Dung thống lĩnh hai phe điên cuồng chém giết. Hai vị tổ thần đấu tranh kịch liệt trong thế giới thượng cổ. Cộng Công thấy phe ta sắp thua thì hoàn toàn điên cuồng, nóng giận đụng gãy cột sống bàn cổ biến thành Bất Chu Sơn. Lần đó trời bị thủng, ảnh hưởng căn cơ thiên địa thượng cổ. Trong phút chốc thiên địa chấn động như tận thế đến nơi. Cộng Công, Trúc Dung rất bối rối. Các đại năng giả thượng cổ lúc bấy giờ tụ tập lại muốn ngăn cản thiên địa hủy diệt, nhưng trong một chốc không có cách nào. May mắn nhờ có nữ hoa nương nương trầm tư suy nghĩ, vào phút then chốt hoàn toàn hiểu thấu ngũ hành thiên đạo. Nữ hoa nương nương lập tức lấy âm dương làm gấp, thu gom tinh hoa ngũ hành trong thiên địa, luyện chế ra ngũ thải thạch, dùng nó để vá thiên địa. Nữ hoa vá trời xong, thiên địa mới ổn định trở lại. Vì nữ hoa nương nương nắm giữ âm dương, ngũ hành, hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất thượng cổ. Vì công lao vá trời nên thời thượng cổ vạn tộc rất tôn kính nữ hoa nương nương." Bồ Đề lắc đầu tiếp tục nói: "Lúc ấy những người có tình cảm sâu đậm với nữ hoa nương nương như huynh muội tổ thần Phục Khi, một là vì không thích chinh chiến, hai là vì thực lực của nữ hoa nương nương không ngừng đột phá. Nhưng Phục Khi thì tiến bộ rất nhỏ, vì thế Phục Khi tự sát đầu thai, không ngộ ra sinh mệnh thiên đạo sẽ mãi không nhớ lại kiếp trước. Phục Khi chuyển kiếp vào nhân tộc thành Tam Hoàng nhân tộc Phục Khi tộc, đến nay vẫn chưa nhớ lại kiếp trước." Bồ Đề kể tiếp: "Sau khi Phục Khi chuyển thế thành nhân tộc, cuối cùng lĩnh ngộ hai thiên đạo âm dương, có thành tựu không tưởng về trận pháp, có thành tựu cao nhất về trận pháp trong tam giới. Tuy thực lực của Phục Khi vô cùng kinh người, nhưng mãi chưa ngộ ra sinh mệnh thiên đạo mà không thể thức tỉnh ký ức của kiếp trước được." Kỳ Linh thổn thức: "Đã lĩnh ngộ hai thiên đạo rồi mà không thể thức tỉnh, thực là ý trời trêu người." Bồ Đề cảm khái tiếp tục nói: "Bàn về thực lực thì ban đầu Phục Khi vốn là tổ thần, thần thể cực kỳ cường đại. So với Phục Khi hiện giờ thì thực lực cũng ngang ngửa. Chuyển kiếp không biết là điều tốt hay điều xấu đối với Phục Khi đây." Bồ Đề lắc đầu, mắt chứa vẻ bi phẫn: "Thượng cổ rất dài lâu, hoặc là lòng hứng đạo, hoặc chém giết nhau mà sống chết. Nhân tộc vươn lên cũng phải đối mặt nhiều trận chinh chiến. Rất nhiều đại năng giả đã chết đi, thiên thần còn chết nhiều hơn. Cũng vì dã tâm đó nên lúc đó có vài vị tổ thần đã chết đi. Thế lực mạnh nhất thượng cổ bây giờ cũng tan vỡ theo cái chết của tổ long. Đến tận nay long tộc vẫn chưa gượng dậy nổi." Kỳ Linh kêu lên: "Tổ long đã chết rồi." "Tổ long là một trong 10 tổ thần. Nghe ý sư phụ thì thần thể tổ thần vô cùng cường đại, có thể ngang hàng với các lãnh tụ đạo môn, Phật môn, nhân hoàng." Bồ Đề lắc đầu nói: "Không chỉ mình tổ long, tổ thần Kim Nhục Thu cũng chết trong chiến tranh. Đây chính là chiến tranh. Khi công có lực lượng từ phía ngoài thì nội chiến còn dữ dội hơn." Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: "Nội chiến ư? Ý của sư phụ là sao vậy?" Hồng Tuyết Thiên Thần luôn bình tĩnh nghe kể chuyện cũng giật mình mà kêu lên: "Sao? Nội chiến sao?" "Thời thượng cổ, thần Nông Thị ngao du hỗn độn, tìm các loại kỳ vật trong hỗn độn, phát hiện sinh mệnh hỗn độn dị tộc." Kỳ Linh Hồng Tuyết giật mình mà kêu lên: "Dị tộc ư?" Bồ Đề cảm khái: "Hỗn độn không giới hạn, nên biết các tổ thần, chân thần, thiên thần như bàn cổ, nữ hoa đều dưng dục trong hỗn độn. Lẽ tất nhiên trong hỗn độn có sinh mệnh khác chứ. Dị tộc vô hình đến chỗ chúng ta, may mắn thần Nông Thị phát hiện sớm, không cho hỗn độn dị tộc thẩm thấu vào." Bồ Đề nói: "Hỗn độn dị tộc này thế tới rào rạt, điên cuồng vô cùng,
trực tiếp khai chiến với thượng cổ chúng ta. Chắc các người cũng nghe nói tên của kẻ đó. Hắn tên là La, là vị khách đầu tiên đến từ hỗn độn. Kỷ Linh, Hồng Tuyết đã hiểu. Người đầu tiên ư? E rằng phía sau còn có hỗn độn dị tộc đi tới thượng cổ. Bồ Đề lắc đầu nói. La lúc đó vô cùng ngông cuồng, còn nói La ta tung hoành hỗn độn, sợ gì đám nhãi sống trong một góc thế giới hỗn độn các ngươi đây. Khi đó chúng ta mới biết trong hỗn độn còn có một số sinh mệnh cường đại. La chỉ là một trong số đó. Vì La không hiểu về thượng cổ đã đòi chiến với chúng ta, nên tuy La vô cùng điên cuồng thì cuối cùng vẫn phải thua. Lúc ấy La vung tay lên, đại quân rầm rộ hiện ra. Thực lực của La mạnh hơn lãnh tụ Phật môn, Đạo môn, Nhân Hoàng một chút. Chỉ có Nữ Hoa Nương Nương là đấu ngang tay được. Nhưng chúng ta có ưu thế là đông cường giả, đánh hội đồng hắn đến chết. Sau khi La chết đi, cơ thể tan vỡ, chúng ta dùng nó luyện chế ra nhiều pháp bảo. Như La Hầu Cung mà Kỷ Linh dùng cũng nằm trong số đó. Nhiều pháp bảo luyện chế bằng xác của La bình thường toàn là thuần dương cực phẩm, có 90% lột xác thành thiên tiên linh bảo. La đến đánh thức nguyên thượng cổ, thì ra trừ chúng ta, trong hỗn độn còn có sinh mệnh khác cường đại như vậy. Vì vậy thượng cổ ổn định trở lại, chiến tranh chém giết điên cuồng cũng ngừng lại. Chúng ta đã rất hối hận vì dã tâm khiêu chiến đại năng giả chết trong nội bộ. Nhân tộc có 3 vị nhân hoàng cộng thêm chúng ta, không muốn tiêu hao nội bộ nữa. Vì vậy nhân tộc thành đứng đầu vạn tộc. Bồ Đề nghiêm mặt nói. Thời gian trôi qua, chớp mắt năm tháng vô tận đã qua đi, rốt cuộc một hạo kiếp đã đến. Mấy vị đại năng giả bao gồm Nữ Hoa Nương Nương và ta đều cảm ứng được lực lượng cực kỳ cường đại đến gần thượng cổ chúng ta. Vì vậy chúng ta xuyên qua hỗn độn đến gần lực lượng đó, muốn điều tra cho rõ ràng. Mắt của Bồ Đề lộ ra tia đau khổ. Đi trong hỗn độn hơn nửa tháng, rốt cuộc chúng ta phát hiện ngọn nguồn của lực lượng đáng sợ kia. Kỷ Linh, Hồng Tuyết cẩn thận lắng nghe. Bồ Đề trịnh trọng nói. Đó là thế giới hình chứng to lớn. Thế giới hỗn độn giống thế giới bản cổ thượng cổ của chúng ta. Kỷ Linh, Hồng Tuyết thiên thần kinh kêu lên. Sao? Cái gì? Thế giới hỗn độn giống thế giới bản cổ thượng cổ ư? Bồ Đề nhìn hai người nói. Bản cổ có thể khai thiên tích địa, sáng chế ra thế giới bản cổ thượng cổ, thì bên trong hỗn độn vô tận kia sao người biết không xuất hiện thế giới khổng lồ khác sao? Kỷ Linh, Hồng Tuyết thiên thần khép miệng lại. Bồ Đề nghiêm nghị nói. Hơn nữa trong thế giới đó có cả tổ thần, vì phân biệt nên chúng ta gọi bọn họ là ma. Bọn họ có tổ ma, chân ma, thiên ma. Chúng ta gọi thế giới kia là thế giới hỗn độn vô gian. Kỷ Linh, Hồng Tuyết thiên thần sững sờ. Thế giới hỗn độn vô gian nữa? Vô gian, vô gian môn sao? Bồ Đề gật đầu nói. Đúng vậy, vô gian môn bây giờ là đến từ thế giới hỗn độn vô gian này. Thế giới hỗn độn vô gian và thế giới hỗn độn bản cổ của chúng ta, hai thế giới hỗn độn không ngừng di chuyển trong hỗn độn, đang dần tới gần, sẽ có ngày hai thế giới hỗn độn va chạm vào nhau. Càng đến gần thì hai bên càng cảm ứng vận mệnh trong vô hình, biết hai thế giới hỗn độn sẽ va vào nhau, dung hợp thành một thể, thế giới hỗn độn to lớn hơn. Bồ Đề tiếp tục nói. Thế giới hỗn độn vô gian khác với chúng ta. Thế giới hỗn độn bản cổ chúng ta vì Nữ Hoa Nương Nương siêu nhiên, nội bộ chém giết tiêu hao nặng nề. Người mạnh nhất thế giới hỗn độn vô gian là Tổ Ma Tâm. Đại ma đầu này có dã tâm rất lớn, đã thống trị nguyên thế giới hỗn độn vô gian, nên lực lượng của bọn họ cực kỳ cường đại. Khi ấy bọn họ có 5 tổ ma địa: Hỏa, Thủy, Phong, Tâm. Hai vị có thực lực ngang ngửa lãnh tụ đạo môn như nhóm Tam Thanh đạo nhân, đặc biệt là Tâm Ma lão tổ, đã đến gần đẳng cấp bản cổ, ngay cả Nữ Hoa Nương Nương cũng không đánh lại. Bên chúng ta tiêu hao nội bộ nghiêm trọng, đặc biệt bọn họ có nhiều chân thần hơn chúng ta, còn chân thần bên chúng ta đã chết nội bộ rất nhiều. Thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta một chút. Với dã tâm của Tâm Ma lão tổ, đương nhiên muốn thống lĩnh thế giới hỗn độn sau khi dung hợp. Bên thế giới hỗn độn bản cổ chúng ta tất nhiên không đồng ý, vì vậy đã khai chiến. Thế giới hỗn độn bản cổ và thế giới hỗn độn vô gian đâu đến hủy thiên diệt địa. Vào phút then chốt xuất hiện một tồn tại đáng sợ, đó là vạn vật chi chủ. Bồ Đề cực kỳ nghiêm túc nói. Vạn vật chi chủ là hỗn độn dị tộc đáng sợ nhất trong số hỗn độn dị tộc chúng ta đã gặp. Lý do hai thế giới hỗn độn bản cổ vô gian đến gần nhau là vì vạn vật chi chủ âm thầm dẫn dắt.
Kỷ Linh, Hồng Tuyết Thiên Thần hồi hộp lắng nghe. Bồ Đề nói: khi thế giới hỗn độn bàn cố, thế giới hỗn độn vô gian đấu nhau từ xương nhiều vô số, thì vạn vật chi chủ dẫn dắt đại quân của mình xuất hiện. Gọi hắn là vạn vật chi chủ vì hắn vận dụng vạn vật đến cảnh giới không tưởng. Đạo khôi lỗi trong tam giới hiện giờ khởi nguồn là từ hắn ta. Dưới trướng vạn vật chi chủ có nhiều khôi lỗi, rất nhiều khôi lỗi có uy năng của đạo tổ. Thứ hai là dưới trướng vạn vật chi chủ có nhiều mẫu hoàng. Giống trong tịch diệt chi vực các người đụng phải, vô số quân đoàn được dưỡng dục từ mẫu hoàng. Những quân đoàn này kết hợp lại có sức chiến đấu của đạo tổ. Ngược lại, sức chiến đấu của vạn vật chi chủ chỉ ngang bằng tam thanh đạo nhân hoặc Như Lai. Nhưng vạn vật chi chủ có thể cải tạo luôn thần thể của mình. Thần thể đó rất đặc biệt, không đánh chết được. Vạn vật chi chủ đột nhiên xuất hiện, đại quân dưới trướng không thua gì thực lực tổng thể của phe thế giới hỗn độn nào. Ngay phút then chốt đó, nữ hoa nương nương đột phá. Đó là đột phá về bản chất. Nữ hoa nương nương đột phá đến đẳng cấp bàn cổ, giết chóc tung hoành, vạn vật chi chủ chết đi. Tâm ma lão tổ dung hợp thiên đạo chạy trốn. Trong chém giết vô gian môn bị tổn thất rất lớn. Giờ bị nữ hoa nương nương tàn sát, chỉ có phong ma lão tổ đứng sau tâm ma lão tổ. Trong thế giới hỗn độn vô gian là trốn khỏi tay nữ hoa nương nương. Phong ma lão tổ mang đi rất nhiều đại năng giả của vô gian môn. May mắn sau khi nữ hoa nương nương đột phá, đối phó người đầu tiên là tâm ma lão tổ, không thì hắn cũng sẽ được phong ma lão tổ cứu đi. Năng lực chạy trốn của phong ma lão tổ thực sự là không tưởng được. Kỷ Linh Hồng Tuyết Thiên Thần liền nhớ kỹ: phong ma lão tổ ư? Một người trốn khỏi tay nữ hoa nương nương còn bảo vệ nhiều đại năng giả. Bồ Đề nhấn mạnh: phong ma lão tổ đó cũng được vô gian môn hiện giờ tôn xưng là vạn ma chi tổ, thực lực sâu không lường được. Trận đại chiến hủy thiên diệt địa đó khiến hai thế giới hỗn độn vốn dung hợp này tan vỡ. Mảnh vỡ lớn nhất là phế tích thượng cổ, cái khác thì biến thành thiên giới, địa phủ, 3000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới. Bồ Đề nghiêm túc nói: lúc trước hỗn độn dị tộc vạn vật chi chủ sau khi chết đi để lại đại quân một số bị nữ hoa nương nương giết chết, nhưng còn rất nhiều tên bị đuổi vào phế tích thượng cổ. Những đại quân sót lại này không tạo uy hiếp lớn với chúng ta, quan trọng hơn là có tác dụng cảnh báo để chúng ta đừng quên bên trong hỗn độn vô tận kia còn có rất nhiều sinh mệnh khác, tuyệt đối không được tự tiêu hao nội bộ. Tam giới hình thành sau đó, nữ hoa nương nương vì việc cực kỳ quan trọng đã vào hỗn độn vô tận. Nữ hoa nương nương đi chuyến này sau đó không còn quay về nữa. Sau khi nữ hoa nương nương đi thì phong ma lão tổ đã trở lại mang theo đám đại năng giả thế giới hỗn độn vô gian dưới trướng. Bồ Đề cung kính nói: phong ma lão tổ rất khó chơi, lực lượng phe vô gian môn không hề yếu. Chúng ta lo mối uy hiếp đến từ vị khách hỗn độn. Hơn nữa, phong ma lão tổ không tự tin có thể diệt được chúng ta. Vì vậy, hai bên đàm phán hợp tác, từ đó phe vô gian và chúng ta sống trong hòa bình. Nhiều sinh mệnh trong tam giới có một số là huyết mạch thần, một số khác có huyết mạch ma. Thực ra chúng ta và thế giới hỗn độn vô gian đều là thế giới hỗn độn, huyết mạch không phân biệt quá lớn, nên được gọi chung là huyết mạch thần ma. Dưỡng dục trong hỗn độn cũng được gọi là thần ma hỗn độn. Phân chia tỉ mỉ thì thế giới bàn cổ gọi là hỗn độn thiên thần, hỗn độn chân thần. Bên phía vô gian là hỗn độn thiên ma, hỗn độn chân ma. Năm tháng dài dằng dặc, trong tam giới liên tục sinh ra các vị đại năng giả, tam giới lại phồn vinh. Nhưng dạo gần đây, tất cả đại năng giả cảm ứng vận mệnh vô hình. Rõ ràng phe ta và vô gian môn phải có đại chiến, không thể tránh khỏi. Muốn tránh khỏi chiến đấu chỉ nhận được cái chết mà thôi. Kỷ Linh, Hồng Tuyết Thiên Thần đã hoàn toàn hiểu thấu. Hóa ra vô gian môn đến từ thế giới hỗn độn khác. Bồ Đề lắc đầu nói: vận mệnh chỉ dẫn chưa bao giờ sai. Dù trong lòng ta còn nhiều thắc mắc, nhưng miễn diệt được vô gian môn là trận doanh của nữ hoa chúng ta có thể sống sót rồi. Kỷ Linh không kiềm lòng được kêu lên: sư phụ, trận doanh của nữ hoa chắc là phe thế giới hỗn độn bàn cổ, trận doanh vô gian là thế giới hỗn độn khác. Vậy tại sao nhóm người lao nhân lại do dự như vậy? Bồ Đề lạnh lùng nói: đó là một đám ngu xuẩn. Vô gian môn và chúng ta cùng sinh hoạt trong tam giới rất dài lâu. Các đại năng giả kết bạn có tình cảm. Trong vạn tộc toàn là huyết mạch thần ma, hai phe đã như là một, nên nhóm nguyên lão nhân luôn muốn cho hai phe chung sống hòa bình. Bọn họ xem phe vô gian là người mình, không muốn đối địch. Nhưng vận mệnh sẽ không sai. Ta hiểu rõ chỉ có diệt vô gian môn thì chúng ta mới sống được.
Vô Gian Môn cũng hiểu rằng tiêu diệt chúng ta thì bọn họ mới có thể sống được. Tuy đằng sau đại kiếp nạn có nhiều điều chúng ta chưa hiểu thấu, nhưng vận mệnh chỉ dẫn là con đường đi chính xác nhất rồi. Bồ Đề nhìn hai người trước mắt nói: Kỳ Linh, Hồng Tuyết, bây giờ thực lực của các ngươi còn yếu, cần phải tiềm tu. Dù hạo kiếp qua đi, nhưng vẫn khó đoán tương lai như thế nào. Liệu có còn vị khách hỗn độn nào giống vạn vật chi chủ hay không? Hay một đại kiếp nạn khó khăn hơn nữa hay không? Kỳ Linh Hồng Tuyết nghiêm túc nói: Đệ tử đã rõ. Vị khách hỗn độn ư, thế giới hỗn độn khác ư, nữ oa nương nương và hỗn độn vô tận tại sao lại chưa trở về? Tất cả khiến cho Kỳ Linh Hồng Tuyết hiểu được rằng trước kia bọn họ là ếch ngồi đáy giếng, bầu trời rộng lớn hơn họ tưởng rất nhiều. Kể xong một số bí mật lai lịch của tam giới, Bồ Đề cười nói: Phải rồi Kỳ Linh, ta biết người đã có một nữ nhi, hãy mau dẫn đến cho ta xem. Nghĩ đến nữ nhi làm Kỳ Linh thấy lòng ấm áp. Vâng thưa sư phụ. Kỳ Linh động ý niệm đưa nữ nhi Minh Nguyệt ra khỏi Tử Hà Châu. Cô bé Minh Nguyệt mặc yếm đi chân trần, xoắn ngón tay tò mò nhìn quanh. Minh Nguyệt ôm chân Kỳ Linh kêu lên: Phụ thân. Kỳ Linh kêu: Minh Nguyệt, qua đây dập đầu chào sư tổ đi con. Cô bé Minh Nguyệt xoe tròn mắt nhìn kỹ lão nhân mặc đạo bào, râu tóc bạc phơ mà mặt hồng hào trẻ trung ở trước mắt. Minh Nguyệt hơi khẽ quỳ xuống dập đầu một cái nói: Minh Nguyệt xin bái kiến sư tổ. Bồ Đề rất thích cô bé, cười nói: phụ thân của ngươi là đồ nhi của ta, ngươi xem như thuộc mạch Phương Thốn Sơn. Hôm nay ta sẽ chuyển pháp môn thần ma luyện thể, pháp môn luyện khí cho ngươi. Bồ Đề chỉ vào không khí, một luồng sáng bay vào giữa trán của cô bé Minh Nguyệt. Kỳ Linh mừng rỡ reo lên: Xin tạ ơn sư phụ. Bây giờ ít có chuyện gì làm cho Kỳ Linh vui vẻ, trong lòng hắn quan trọng nhất là nữ nhi bảo bối này. Vì Phương Thốn Sơn có quy định nghiêm ngặt, Kỳ Linh không dám tự ý truyền dạy, pháp môn khác của hắn thì không quá cao minh. Bồ Đề phất tay nói: Nếu nữ nhi của ngươi có thể độ kiếp thành thiên tiên thiên thần thì ta sẽ lại cho nàng cái lợi khác. Được rồi, mau lui xuống đi. Hồng Tuyết, ngươi hãy ở lại. Kỳ Linh Hồng Tuyết đồng thanh kêu lên: Vâng. Kỳ Linh ôm nữ nhi đã hôn mê lên, bởi vì Bồ Đề truyền dạy pháp môn trong trạng thái mênh mông, sức chiến đấu của cô bé lại có hạn. Chuỗi ngày tiếp theo trên Phương Thốn Sơn, Kỳ Linh mang theo nữ nhi Minh Nguyệt có cuộc sống bình tĩnh. Chỉ khi ở cùng nữ nhi thì đau đớn trong lòng Kỳ Linh mới nguôi ngoai một chút. Lòng hắn càng lúc càng bình tĩnh trở lại, âm thầm chuẩn bị. Kỳ Linh cảm giác ngày độ kiếp thiên kiếp càng lúc càng tới gần. Cô bé Minh Nguyệt mặc yếm tung tăng chạy đến: Phụ thân. Kỳ Linh mỉm cười: Minh Nguyệt. Nghe nói phụ thân sắp độ thiên kiếp phải không? Minh Nguyệt ngước nhìn Bạch Thúc bên cạnh Kỳ Linh. Bạch gia gia, phụ thân của ta sẽ độ thiên thần kiếp phải không? Kỳ Linh hỏi. Sao con lại biết vậy? Minh Nguyệt đáp ngay. Trên Phương Thốn Sơn ai cũng nói mà. Kỳ Linh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Các sư huynh của ta thật là miệng rộng mà. Kỳ Linh nhìn Minh Nguyệt gật đầu nói. Đúng vậy, ngày mai ta sẽ độ thiên thần kiếp. Minh Nguyệt lo lắng nói, hai bàn tay nhỏ siết chặt trước ngực. Nghe nói thiên thần kiếp rất nguy hiểm phải không? Kỳ Linh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm nữ nhi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, hắn mỉm cười nói. Minh Nguyệt, hãy yên tâm. Thiên thần kiếp có lẽ rất nguy hiểm với người khác, nhưng với phụ thân của con thì không là gì cả. Minh Nguyệt do sự hỏi. Có thật không vậy? Kỳ Linh cam đoan nói. Thật chứ, Minh Nguyệt phải tin tưởng vào phụ thân của mình chứ. Minh Nguyệt trịnh trọng, thò tay, ôm đầu Kỳ Linh. Vâng, phụ thân, mẫu thân không còn nữa, nên phụ thân đừng rời xa Minh Nguyệt. Kỳ Linh nghe vậy thì đau lòng, Minh Nguyệt còn rất bé bỏng, cái chết của Dư Vi ảnh hưởng cô bé rất lớn. Kỳ Linh ôm nữ nhi khẽ nói. Phụ thân vĩnh viễn sẽ không rời xa Minh Nguyệt, sẽ mãi mãi bảo vệ thiên đạo. Đây là lời hứa của Kỳ Linh đối với nữ nhi. Đêm nay, Minh Nguyệt ngủ cùng Kỳ Linh, cô bé sợ hắn bỏ mình đơn độc đi độ thiên thần kiếp. Cô bé muốn chính mắt thấy phụ thân độ kiếp mới yên lòng. Kỳ Linh nhéo mũi nhỏ của nữ nhi nói. Dậy nào, dậy nào. Minh Nguyệt mở mắt, nhập nhèm, mơ hồ nhìn xung quanh, còn chưa tỉnh ngủ. Khi thấy Kỳ Linh thì bản năng ôm hắn. Kỳ Linh thân thiết hôn mặt nữ nhi. Dậy đi, trời sáng rồi kìa. Minh Nguyệt ngồi dậy, dụi mắt, nhìn bên ngoài thấy trời đã hửng sáng. À, hôm nay phụ thân sẽ độ thiên thần kiếp mà. Đúng rồi, Minh Nguyệt còn không mau thức dậy đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 122 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc
Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.